các cạnh của máy đây nhé. Các cạnh không có cần móp hay gì cả. Đây có chỗ này thì có bị xước sơ một chút thôi. Máy thì xoay ngang xoay dọc đều được. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam trước ạ. Cam sau đây ạ. Mic thu lại ạ. Loa con này khá là hay ạ. Loa to ạ. Ổ cứng 128 em chia làm 2 ổ. ID của máy ạ.